khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian ấy. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện hả chị? Mỗi người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt thông tính một xíu, có thể đồng cảm cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Dạ. Có đàn ông để râu không? Dạ. Gọn gàng chứ đừng có để râu quá. Bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Xin chào. Chào anh. Rồi mời em ngồi. Rồi bây giờ bên mình giới thiệu một chút về bản thân đi em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn bên cạnh và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 29 tuổi ạ. Em đang làm gì Tâm? Dạ hiện tại em đang là nhân viên giao dịch quầy tại công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam Sacco ạ. Tức là làm ngay sân bay Tân Sơn Nhất phải không? Cái dạ. Văn phòng bự bự đó đúng không? Dạ. Rồi em ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở quận Gò Vấp ạ. Tâm bao nhiêu tuổi Tâm? Dạ năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Rồi mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và chào em. Tất cả khán giả. Em là Bùi Duy Đăng. Em năm nay 33 tuổi. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Em làm công việc gì? Em kinh doanh về phòng gym. À phòng gym. Cũng như là một số cái sản phẩm thể thao. Quê mình ở đâu em? Quê em ở Hải Phòng. Hải Phòng. Em có những ưu khuyết điểm gì Đăng? Ưu điểm của em thì về thể thao thôi. Thể thao. Những cái gì về thể thao đúng không? Tất cả những cái gì về thể thao thì em ưu điểm. Thật ra mình kinh doanh về thể thao luôn mà. Dạ vâng. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian ấy. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Không kiểm soát được thời gian. Vâng. Tức là thời gian mình lao vào vừa dạ, năng hết. Với lại khuyết điểm của em chị thấy là em nói hơi nhỏ đó cưng. Nói to hơn đúng không chị? Đúng rồi. Okay, đó phải chị. Như thế mới được nhá. Dạ. Rồi Tâm, mình nói về ưu khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, cái ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện hả chị? Lớn lên đi chợ, mình đừng có lép bên kia. Nhưng mà cái nhược điểm của em là em nóng tính, cũng thẳng tính và nóng. Thẳng tính, nóng tính đúng không? Bên kia thì không kiểm soát về thời gian, dễ gây lộn lắm á. Nóng lên nó không, sao nó không dành thời gian cho em hả? Ừ đó, đó. Vậy là em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình ạ. Một mối tình được mấy năm? Dạ cách đây cũng được 2 năm ạ. Cách đây 2 năm có nghĩa là đã chia tay 2 năm rồi. Dạ đúng. Vậy rồi. Vậy mình yêu nhau được bao lâu? Dạ yêu nhau cũng được 1 năm mấy chị. 1 năm mấy lý do chia tay? Tính em nóng tính mà một người mà nóng tính nữa thì không phù hợp chị. Bên đây lý do chia tay là bạn này nóng, bạn kia cũng nóng. Thành ra là thấy có vẻ khó dung hòa được cho nên là thôi. Đăng ơi em nghe chưa Đăng ơi? Em có nghe thấy rồi. Ừ. Đăng có mấy mối tình rồi? Em có khoảng tầm 5-6 mối tình. Đăng bên đây là 5-6 mối tình rồi nha. Bên đây 5 mối tình, tại sao chia tay? Em nghĩ là do cái khoảng cách, vì em hay di chuyển lắm. Ngày trước em hay di chuyển và hay đi cũng như là học hành cũng như công việc ấy. Nó làm gián đoạn. Em di chuyển từ đâu tới đâu mà nó gián đoạn như vậy? Thì ví dụ như khi mà em ở Hà Nội thì yêu bạn gái Hà Nội, đến khi em vào Sài Gòn thì họ không còn yêu nhau nữa, kiểu như vậy. Rồi em còn đến đi đâu nữa không? Em ở Sài Gòn, em thích Sài Gòn rồi. Ở luôn chưa? Ở luôn rồi. Ở luôn đi chứ không đi nữa cái đổi người yêu nữa à. Chào em. Em chào chị. Ừ. Lý do chia tay là do kiểu như là khoảng cách địa lý đúng không? Vâng. Khi mà em di chuyển chỗ khác rồi thì sao mà cách lòng đúng không? Dạ, với lại cũng có những lần mà khi mà em học đại học thì em bị gián đoạn trong cái việc học ấy, thì nó làm cho em bị ảnh hưởng nhiều, thế cuối cùng chia tay. Ừ. Bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Em mong muốn người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt nóng tính một xíu, có thể đồng cảm được cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Em cho vô tập gym là hết nóng tính rồi. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em cũng không có đặt tiêu chuẩn quá nhiều đâu, chỉ cần là khỏe khoắn một xíu là được. Khỏe khoắn? Cần nhất sức khỏe. Ông này ông thể thao mà, thành dạ. ra là cái tiêu chí của ông là cần sự khỏe khoắn. Dạ. Còn mình là ông không thích rồi đó. Mình không có thể thao là không thích rồi đó. Để hỏi luôn là Đăng không thích điều gì ở bạn gái? Em sợ phụ nữ nói nhiều lắm. Nói nhiều là em sẽ thường là em sẽ lao ra đường và em sẽ đi xe và đi thể thao suốt
nói nhiều quá là em sẽ đi tìm chỗ để mà ra đường. Vâng. Em tránh để không phải nghe đúng không? Dạ. Ừ, đó, nãy giờ cô gái cô đã nghe về người bên ấy chưa? À, chào em gái, xinh, rất là xinh ha. Rồi bây giờ em thích một mẫu người đàn ông thế nào? Dạ, mẫu người của em là mẫu người đàn ông của gia đình, có ý chí cầu tiến, vui vẻ và có chút hài hước xíu. À, cái ngoại hình thì sao? Em có đòi hỏi cái ngoại hình phải như thế nào không? Dạ, ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em xíu thôi cũng được, tôm tắt với lại nhìn được là được rồi. Dạ. Thích đàn ông để râu không? Dạ. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Ví dụ như không gọn gàng thì tính làm sao? Thì về đó mình sẽ chỉnh chu lại làm sao không? Chờ ngủ mình tỉa. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Gia trưởng, keo kiệt và sự giả dối là em ghét nhất. Rồi, rồi. Hôm nay em đi với ai vậy Tâm? Dạ, em đi với cậu em và anh bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin mời đại diện gia đình nhà gái ạ. À, xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chào bạn trai bên kia. Chào khán giả có mặt trường quay. Tôi là cậu của cháu Tâm. Đó. Thì hôm nay tôi tới thì trường quay này thì có vài cái ý để mà bạn cháu Tâm tham khảo. Thì nhìn bạn trai bên đây thì tướng thì cũng cao ráo, nhưng mà tiêu chí thì bạn Tâm đưa ra thì đôi lúc cũng chưa được có ưng ý cho lắm. Và cái việc này để cho cháu Tâm ha, nó tự suy nghĩ mà nó bấm hay không là quyền của cháu Tâm. Dạ xin hết. Rồi, cảm ơn. Mời nhà trai, đại diện nhà trai, em đi với ai? Dạ, em đi với hai người em. Hai người em. Hai người em hả? Rồi. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh cũng như chào chị Hồng Vân. Em tên Thông, là em của anh Đăng. Thì và chào tất cả các khán giả ở đây. Đầu tiên thì nãy giờ em có quan sát là bạn nữ rất là hiền và xinh đẹp. Em cảm thấy là nó có thể bù qua sớt lại cho anh Đăng, là một người rất là hàm hố nhưng mà rất là hiền lành. Em mong là hai người có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu cũng như là coi mình có tìm được một nửa của mình hay không. Dạ, em xin hết. Anh Đăng hầm hố ha, mà hiền không em? Dạ, hiền lắm. À, dạ. Khô luôn anh. Hiền khô luôn hả? Dạ. Anh có khi nào la tụi em không? Dạ không, anh ít khi nào mà la lắm. Anh là một người có sức chịu đựng rất là tốt. Anh Đăng rất là bao dung. À, giống như là ở trong chỗ em làm anh Đăng giống như là bố già vậy. Bố già hả? Dạ. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Mình đã nghe góp ý của hai bên rồi. Mở rào. Tặng cái gì nè? Có bao thư gì nè? Tiền lương tập hàng tháng đó. Anh Đăng đã bị đứng hình rồi. Nhìn nhan sắc này anh Đăng bị đứng hình rồi. Vâng. Ờ, anh tặng em món quà. Dạ. Chúc em xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Mở ra đi Tâm. Dạ, nó là voucher tập gym. À, tập gym hả? Cái voucher để tập gym đúng không? Dạ. Rồi, còn mình? Thì trước tiên em xin tặng anh món quà. Trong đây có một cái thư. Thư anh hả? Đọc trước rồi xong anh gỡ qua nha. Em xin phép đọc thư. Ngày 19 tháng 3, 2021. Chào anh. Ồ, em rất vui khi hôm nay được gặp anh. Thực sự em chẳng biết viết gì, nhưng những gì em viết ra sẽ xuất phát từ trái tim muốn nhắn gửi đến anh. Dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu, dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa, thì cần một điểm tựa, một nơi để về. Đó là nơi có em và anh. Thanh Tâm. Cảm ơn Thanh Tâm. Rồi, hai bạn về ngồi đi. Chưa nữa, Tâm muốn chia sẻ thêm nữa. Dạ, trong đây có bà. Cảm ơn Tâm. Biệt thự mơ ước. Anh suy nghĩ như thế nào về món quà này? Anh thấy món quà này rất là tuyệt vời bởi vì là anh rất thích rừng. Cho nên là những thứ thuộc về rừng với gỗ mình thì anh rất là thích. Và nhà gỗ thì nó đúng là tuyệt vời rồi. Anh rất là cảm ơn em. Dạ, còn đây là cái việc mà muốn nhắn gửi là đó là chiếc áo của ba em. Hy vọng ba em sẽ có đây và nghe được những lời tâm sự của em. Ba em cũng là thần tượng trong lòng của em, bác chính của em. Bác luôn vui vẻ, hòa đồng. Và luôn, nếu mà anh em trong gia đình gặp khó khăn á, thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình, luôn chăm sóc gia đình dù
vợ con có chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ là người bao dung và tha thứ tất cả mọi thứ. Áo này là của ai, của bác? Dạ của bác chính em, bác chính em, bác chính của con nữa, mất rồi. Bác chính. Chiếc áo này luôn theo con bên mình từ lúc mà bác chính mất tới bây giờ. À, tức là thần tượng bác chính đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay thì nó rất là gấp, em vừa kết thúc một cuộc họp xong thì cái món quà em không có kịp chuẩn bị. Em rất là xin lỗi cô dâu, rất là xin lỗi cô dâu. À, sorry. Xin lỗi nhà gái, em thực sự không kịp chuẩn bị. Thì em xin hát tặng một bài tặng em được không ạ? Dạ được. Người yêu ơi, khó mềm đã héo khô, mà thổ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân quên đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi, cảm ơn, chúc em sẽ không còn buồn nữa. Dạ. Các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như thế nào? Đầu tiên quá. Em thấy nó hồi hộp hơn là cả khi mà anh nhận được cái giải vô địch trong đá banh của đội của anh á. Nó hồi hộp hơn. Sao em thấy sao, anh hàm hố không? Tâm thì sao? Tâm hàm hố không? Dạ thì ban đầu thì con thấy anh cũng hiền á, nhưng mà không biết anh sau đó thì như thế nào thì con chưa biết được thôi. Con người vậy thôi, thấy râu ria rồi xăm trổ một tí này kia, nhưng mà thật sự là anh nhìn sâu vào mắt của bạn ấy thì thấy bạn đúng là hiền, không đến nỗi hầm hố như đúng cái từ gọi như vậy đâu. Dạ. Rồi hai bạn trò chuyện nhau đi. Em có yêu thể thao không? Dạ em cũng thể thao thì cũng yêu thích á, nhưng mà do em bị giãn tĩnh mạch chân nên thành ra cũng hoạt động những cái môn thể thao nào mà tránh chạy nhảy hay như thế nào đó. Nó bị lười đi đúng không? Dạ. Okay. Em năm nay em 29 tuổi, sau chỉ yêu có mỗi người thôi, yêu ít thế. Dạ tại vì xưa giờ thì em tình yêu đối với em lúc trước em luôn cảm thấy là mình bất an, với lại không cảm giác được sự an toàn và thiếu sự tin tưởng. Bình thường nếu mà em quen em cũng hay sợ lắm. Em sợ điều gì, không tin tưởng điều gì, nói cho anh nghe đi. Dạ nãy giờ em có trao đổi thì em sợ, em ghét sự lừa dối lắm. Có gì thì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau, mọi thứ đều phải chia sẻ hết. Đừng có giấu em điều gì, một khi mà đã lừa dối cái gì đó thì em rất là ghét. Và em chỉ cần biết phát hiện một điều đó thôi là em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Vậy là Tâm ghen lắm hả Tâm? Tâm có ghen không? Dạ, em thì em không ghen. Nhưng tại vì, đó ví dụ như ảnh đi, cho anh ra được mọi thứ. Nhưng mà em chỉ cần biết một thứ thôi là, biết là lừa dối em một cái là em sẽ cắt đứt mọi thứ là giống như là stop luôn á cô. Bạn Nam là ở phòng gym. Dạ. Rồi là giao tiếp với rất nhiều người phụ nữ đẹp. Vậy thì đấy, hoàn cảnh ghê không là em thử tưởng tượng đi. Ngày nào nay cũng tiếp xúc rất nhiều người đẹp đó. Trai đẹp, gái đẹp, nườm nượp. Đúng rồi. Nếu trường hợp đó em nghĩ là em chỉ cần bản thân em phải đẹp trước tiên cái đã. Phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Chỉ cần mình sống có một cái gì đó nó riêng biệt, khác biệt với mọi cô gái khác thì anh sẽ biết là người này sẽ khác với người mà anh đang tìm hiểu. Và trong cuộc sống cũng vậy nữa. Nếu mà không có ảnh thì em vẫn phải hoàn thiện bản thân mình. Đấy là quan điểm của em, còn quan điểm của anh nó hơi khác của em một xíu. Thông thường thì cái công việc của anh ở phòng gym, nhưng mà anh cũng không có tiếp xúc quá nhiều với khách hàng, vì đa số các bạn sẽ tiếp xúc. Và hơn nữa anh cũng có những công việc ở bên ngoài nữa, và nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn, và thông thường thì anh không mang những cái việc đó về nhà. Dạ. Thậm chí có giai đoạn anh bị đình chỉ thi tốt nghiệp ấy, mà ba mẹ anh hoàn toàn không có biết, anh phải giấu để anh tự giải quyết cái việc đó, cho nên anh sẽ không mang những cái việc khó khăn hay phức tạp ở ngoài đường về nhà. Yeah. Thì nó chỉ là một phần nào đó, là còn tại cái thời điểm nào đó thì anh mới có thể chia sẻ được. Câu của anh hay nói thì sẽ là ổn, nên mọi thứ anh sẽ là ổn. Anh không có muốn những người xung quanh phải có nghĩa vụ phải nghe những cái gì đó khó khăn từ mình. Cho nên là nếu mà cái người nào đó họp mà có thể chia sẻ được thì anh mới có thể chia. Còn đa số khi họ gặp anh thì họ chỉ có vui thôi. Nó yeah. khác với cái chuyện về tình yêu kiểu như là ngày trước anh đã yêu những người phụ nữ rất là ghen, cho nên là anh cảm thấy rất là áp lực và anh không chịu nổi những cái việc họ nói rất là nhiều. Đó là nguyên nhân anh cần chia sẻ cho em hiểu không? Dạ em hiểu. Rồi chúng ta bàn một chút về tương lai xa đi. Dạ. Nếu như hai bạn hợp với nhau thì khoảng bao lâu chúng ta đến với nhau được? Của em sẽ là năm 36 tuổi, tức là khoảng tầm 2 năm nữa. À, 2 năm nữa là mới kết hôn hay là 2 năm nữa là... 2 năm nữa sẽ kết hôn. 2 năm nữa thì kết hôn. Có trễ quá không? Anh vẫn còn trẻ mà đúng không?
Dạ, năm nay em 29 tuổi. 29, 10, 32, trẻ. Bởi vì anh đang bắt đầu rất nhiều thứ. Bây giờ em cảm giác thế nào về anh chàng này từ nãy giờ em nói chuyện? Dạ thì cũng có chút chút, nhưng mà em thấy vẫn còn một cái điều gì đó. Giống như anh nói còn 2 năm nữa, còn đối với em là bây giờ em 29 tuổi rồi. Em cần một cái, em tặng cho anh một ngôi nhà, có nghĩa là em cần một mái nhà và những đứa con. Hơn là tại vì bao nhiêu năm em cũng cô đơn một mình, thành ra là không phải nào chờ đợi mãi nữa. Anh ấy thì cần 2 năm để hoàn thiện cái sự nghiệp của mình. Dạ. Còn em gái thì cần thời gian sớm nhất để xây ngôi nhà tình yêu cho mình. Đúng rồi. Quyết định là do chúng ta. Nếu trái tim mách bảo mình bấm nút, mình cứ bấm. Còn nếu trái tim mình mách bảo không cần bấm thì khỏi phải bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Anh trai có bấm nghe một cái cạch à, em gái không bấm. Thấy rất rõ. Thôi, có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, không có duyên nợ với nhau. Cảm ơn anh. Rồi à, chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Cảm ơn chị. Ủa, nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Nói về em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ, gọn đấy. Được. Phong độ lắm à. Phong độ. Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không, là khó vậy. Bây giờ hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Để nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh. Năm nay 30. Hiện đang làm freelance về thiết kế và làm bartender. Quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Điệp, 27 tuổi. Công việc của em thì em chạy xe du lịch 7 chỗ chị. Bạn quê ở đâu? Dạ đây luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ đến lớn luôn. Dạ, dạ. Nhưng mà bên đó 27 tuổi, bên đây 30, cách nhau 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ nói chung thì tuổi tác em không quan trọng nữa chị ơi. Em quan trọng là tính cách thôi à. Ừ. Nếu phù hợp với nhau là được đó chị. Tính cách sao là phù hợp? Dạ nói chung thì vui vẻ, hòa đồng là được. Cái này dễ rồi. Dạ. Còn gì mà đặc biệt nữa không? Dạ nói chung thì biết quan tâm chia sẻ là được. Biết lo lắng cho gia đình là được. Cũng đơn giản quá này, dạ. Phụ nữ là phải quan tâm chia sẻ rồi. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Em thì dễ lắm, sao? Sao cũng được chứ. Cái gì cũng dễ hết vậy. Rồi để bạn nữ giới thiệu một chút, ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì cũng là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của mình là gì? Là rất là sợ con trai. Ủa sao vậy, sao sợ con trai? Không biết, thấy con trai tới tấn công là sợ. Bây giờ hết sợ chưa? Hết rồi. Mình có mối tình nào chưa? Dạ thì cũng có quen một mối tình, cũng được 5 năm. Quen 5 năm mà sao chia tay vậy bạn? Do em lo về sự nghiệp nhiều hơn, cũng vì lý do đó mà chia tay. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình rồi. Nói chung cái 2 mối tình em cũng sâu đậm lắm. Nhưng mà em biết sao em quen xong người ta chia tay em rồi. Không lý do gì trơn hả? Không. Kì vậy? Tự nhiên bỏ trốn mất hả? Dạ nói chung đơn giản thì em quen tìm hiểu xong đó rồi em đề cập tới cái chuyện mà cứ xin cái người ta né cái họ ta đi luôn rồi. Bây giờ chị hỏi nè, ngại đó. Em có cái tật xấu hay cái gì không mà ta chia tay không lời giải thích vậy? Không, nói chung em tốt chị ơi. Em quen bạn gái em chiều chuộng tốt lắm, em biết sao nữa. Có mặn nồng gì lắm chưa? Em thương thật lòng mà. Em yêu người ta hết lòng luôn và người ta yêu em hết hồn luôn. Đến giờ em... Xui quá ha. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Hơi... không biết ăn thôi chị ơi. Chứ ngoài ra cái gì em cũng được lắm. Được đâu, kể một thứ vài thứ được coi. Nhiều quá vậy không biết. Ví dụ đi, kể một vài thứ nào được cơ. Thì nói chung thì em dẫn bạn gái đi ăn uống giờ em qua ăn nhà chơi. Ăn uống bình thường, không ăn ăn, không lẽ để ta đói. Giờ em dẫn bạn gái đi shopping, đi mua sắm này nọ. Có không? Dạ nữa. Nói chung em sẽ làm sao để tạo cho bạn gái được niềm vui. Có bao giờ tạo sự lãng mạn cho bạn gái chưa? Dạ cũng có, chứ mà cũng ít, không lãng mạn nhiều lắm. Không, đó, nhiều khi không lãng mạn. Lần nào lãng mạn nhất với bạn gái? Như ngày tình nhân nè. À, làm gì? Dạ nói chung thì em mua hoa tới, giờ dẫn đi ăn đi uống. Mua hoa gì? Dạ hồng. Mua mấy bông? 99 bông. Trời. Dạ. 99 bông luôn hả? Dạ. Đi uống rượu không?
Dạ chào chị. Đi uống rượu không? Em tài xế thì em không uống cái đó chị. Ủa nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Mà nói vậy em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ, gọn đấy. Được. Phong độ lắm phong à. Phong độ. Dạ. Thì em thích cái người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được chứ là được. Ừ. Có... em chuẩn có gì chân á, em cần chứ. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ có chứ. Có được cái gì rồi? Dạ nói chung thì cái đó thì phải có chị, chuẩn bị hết trơn rồi chị. Nói chung giờ chỉ thiếu cô dâu thôi. Em chuẩn bị hay là mẹ em chuẩn bị? Dạ mẹ chuẩn bị. Nói chung ra trong đó cũng có phần của em nữa. Hai mẹ con đều chuẩn bị hết rồi. Bữa nay đi mẹ có dặn gì không? Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em hả? Không là có vậy. Em không biết sao em quen hai cô rồi sao em hiểu. Em quen thì em chăm sóc kỹ lắm, em cũng lo lắng lắm mà sao. Ông đôi lúc kỹ lắm người ta cũng cảm thấy nó bình thường. Em cà giật cho chị. Phụ nữ thích cà giật, đàn ông cà giật vậy đó. Sao được không? Hey. Được lắm nha. Để qua coi bên đàn gái thế nào nha. Rất là ổn á. Chào em. Chào anh. Bên đó nói em cảm thấy anh nói như thế nào? Nghe giọng thì em nghĩ chắc là người hơi nhỏ. Anh nắm ba người như em còn được đó. Tài xế gì là đào hoa lắm đó. Đào hoa hả? Đi trên đường gặp biết bao nhiêu người khách. Rồi sao gặp khách là sao? Em đâu biết được đâu chuyện gì xảy ra. Gặp khách là đi khách thế. Tôi cái này tôi về giải quan cho tài xế nè. Cũng phải có người này người kia thôi chứ đâu phải tài xế nào cũng vậy. Cả ngàn cả triệu tài xế cũng vợ con chung thủy từ đầu tới cuối đâu có sao đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ, em rất là romantic. Anh bên này anh hơi khô khan chút xíu. Anh nghĩ rằng đó là một trong lý do mà hai người tình trước đã ra đi không bao giờ trở lại. Ra đi không một lời giải thích. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có. Rồi cho chị gặp người thân của bạn nữ. Thưa em, em Quyền Linh và Cát Tường, như cô thấy thì mỗi người làm chồng rồi như con được thứ nhất là sức khỏe. Dạ. Là cô thấy được nè, mà thấy cũng hiền nữa, thật tình nữa. Con cứ cho bạn một cơ hội đi, rồi nếu mà sau này ra ngoài cố gắng tìm hiểu được thì tốt, mà không được thì thôi, chứ đừng ở đằng này mà không bấm là tội nghiệp. Cầu đồ lắm chứ không phải nhỏ nhỏ như nhiều tiếng nói đâu. Cả ngày nè cô bỏ cô đi theo con đó mà bỏ phí lắm. Bấm rồi xong rồi về mình tìm hiểu chứ. Dạ, đâu phải mà mình thấy mình được liền đâu. À, còn con cũng dạy nghe con nha, nhớ bấm nha. Nhưng mà cô ơi, rủ tao không thích tao bấm rồi sao? Không, con phải bấm. Tại vì cô nói là cháu cô là nói chung là rất là thật thà, tình cảm mà coi như là dạy cho mà nhìn như ngoài trẻ lắm. Con 30 tuổi em bảo đảm nhỏ hơn con. Con nhất trí với cô. Nhưng mà ở ngoài mà cô nói là nếu mà làm vợ, làm mẹ, làm dâu là cháu cô là số 1. Số 1. Ok, cô nói thiệt, cô dám nói. Thôi cô, nhưng mà thí dụ như cái duyên người ta thấy không có hợp nha, tao không bấm sao? Con cứ bấm. Con cứ bấm cho cô, rồi sau này con mới thấy là cô lời nói của cô là đúng. Chính xác. Thí dụ là hôm nay anh này không bấm sao? Không bấm là cô la đó. Rồi bạn trai, sao bạn trai hôm nay có đi với ai không nè? Dạ em đi với mẹ với lại em gái em. Dạ, chào cô. Cô thấy mình chào là gái dữ dội chưa? Dạ cô cho con dạy lời phát biểu. Dạ, cô xác định bé này cũng dễ thương. Con yên trí đi. Điệp rất là ngoan, chứ không có lăng nhăng mấy cái chuyện đó. Tại vì Điệp chạy xe ổn định là một chỗ một công ty, nên là có khách thì đón khách về đi, thì đón khách về thôi, chứ không có chạy đi đâu hết cả. Nên con yên trí cái chỗ đó. Có hai đứa thì cho một cái cơ hội đi, để tụi con ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn. Bây giờ trong này là giống như tóm tắt thôi. Đấy. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ hai bên tìm hiểu nhau đi, nhìn nhau coi có cảm giác gì. Nhớ bấm tôi la nha. Kéo mà. Bắt đầu. Thấy cái giọng nói với cái tướng khác nhau thấy không? Dạ. Anh thấy lần nữa tôi gặp em anh. Dạ. Có ma lúng đồng tiền. Nói chung thì nhìn em rất là đẹp, dễ thương, thì có nụ cười dễ thương. Em thấy anh như thế nào? Hồi nãy thì qua bức màn thì không thấy, nhưng mà thật là bất ngờ khi nghe giọng nói với lại con người hoàn toàn trái ngược nhau. Hôm nay nói chung thì thời gian thì không có nhiều, nói chung thì mình cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu nhau. Nếu mà mình đến được với nhau á, thật sự anh sẽ là bờ vai vững chắc, anh sẽ lo cho em suốt đời, anh sẽ che chở cho em. Tại vì nói chung thì anh thì rất là gọi là thích chiều chuộng bạn gái, thích lo lắng cho bạn gái. Em sẽ làm một buổi gặp mặt đầu tiên
nó lãng mạn thế nào, tả cho bạn ấy nghe cho nó sướt mướt chút xíu coi, mình tự tưởng tượng trong đầu coi. Bắt đầu. Em thì cái sự lãng mạn thì em không có nhiều, em thì không tạo ra được cái sự lãng mạn. Bây giờ tạo ra nè, gặp ở đâu, theo em chỗ nào lãng mạn nhất? Em thì em thích ở bên Phú Mỹ Hưng có cái cầu ánh sao á, cái chỗ đó rất là đẹp. Rồi sao nữa, tới cầu ánh sao làm gì? Dẫn bạn gái đi đó tham quan, mình tâm sự ăn uống cái gì đó, nó rất là vui, em thích lên như vậy, tạo ra cái không khí lãng mạn nữa. Dẫn cổ qua bển chờ lúc mưa xuống ha, cái đó em để cho tay về nước, em sẽ tự kế thêm vô cho dạ chưa suy nghĩ ra được cái gì hết trơn. À, hiện tại anh sống ở đâu? Năm quận 9. Em ở đâu lận? Em ở quận Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh cũng gần mà. Anh dành thời gian cho em như thế nào? À thì một tuần thì chỉ có ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nãy giờ anh sẽ có rảnh rỗi được. Tại vì công ty đó 6 giờ rưỡi mới được phép về. Mình chỉ tăng ca một tuần á, tăng ca thì ngày thứ bảy với ngày chủ nhật thôi. Cho nên cái ngày chủ nhật với ngày thứ bảy là mình sẽ không đi chơi được. Thì cũng nói ngày thứ hai, ba, tư, năm, sáu ngày nào cũng được. Ai về nói hai, ba, tư, năm, sáu kẹt thứ bảy nhật tăng ca. Tại vì cái đó bắt buộc công ty nó phải dạy rồi. Đi chơi hẹn hò lúc nào? Thì từ 7 giờ là anh em rảnh rồi. Đi chơi tới mấy giờ cũng được hết. 7 giờ đủ. Nhưng mà thích buổi tối em bận hay chị đánh buổi sáng? Giờ khoảng thời gian đó như thế nào? Anh nghĩ ngày thứ tư. Thì mình có thể dành cho nhau ngày thứ tư. Thí dụ ta thích đi chơi ngày thứ năm, sáng thứ năm, 6 giờ sáng. Nếu như vậy đó thì cũng khó cho em. Ngày hôm đó là sinh nhật của bạn ấy thì sao? Nếu 6 giờ sáng thì em chạy sớm, em chạy qua được. Chạy qua được bao lâu? Thì người ta quan trọng cái tình cảm họ dành cho nhau thôi, chứ không phải thời gian bao nhiêu ít nữa. Yêu cầu có mặt nói những vài câu nào cho ngọt ngào là bó hoa, bó hoa. Ví dụ nói sao nè? Sáng em cầm bó hoa chạy qua, em quỳ xuống em cầu chúc em sinh nhật vui vẻ. Được. Đó mà tự tạo ra chị nhiều. Đúng rồi, nhiều, cái chiêu này được ra. Sáng hồ hởi 6 giờ sáng chạy qua, quỳ xuống. Hay, dạ. Hay. Làm thử ra. Làm thử ra. Từ từ bình tĩnh nha chứ. Anh hy vọng anh được quen em. Có gì chứ lãng mạn chứ. Sao ai nói không lãng mạn đâu. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định nha. Nút này. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Rồi. Chúc mừng hai bạn. Cặp này rất là dễ thương. Không chặt tay nào. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tới quận 9 để dự tiệc ha. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn bên nhau, quỳ gối tặng hoa ha. Bây giờ hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Quá tuyệt vời. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng đi các thương hiệu áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và đưa nhau đi xem phim, tìm hiểu nhau, ra cầu ánh sao. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Vậy là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Đối với một cô con dâu đi làm về mà đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không lập cơm nước cũng. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn sẽ biết. Mời bạn nam. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi, em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em chào tên bà. Là Phương Nhi. Em năm nay 24 tuổi, em đang làm điều dưỡng ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Làm công việc đó được bao lâu rồi em? Em làm công việc này được 3 năm rồi. À, mời bạn nam giới thiệu. À, chào chị Quỳnh Linh, bà anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn bên ấy. À, em tên là Khoa, 31 tuổi. Em là IT, quản trị mạng cho một công ty trả sốt và dây cáp ở Bình Dương. Đến từ đâu? À, em sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Có hai lý do nhỏ. Thứ nhất á, là môi trường làm việc của em, khoa em làm thì đặc trưng là của người già. Mà người già thì đâu làm ăn được gì. Người già nào
Ai nói người già không làm gì được. Nói này đụng chạm nha, tôi cũng già nha. Em hơi khó tính. Trời, mặt vậy mà khó tính hả? Dạ, em gọi là khó chịu thì đúng hơn. Mọi người nhìn em lần đầu tiên thấy sao mọi người không có ấn tượng nhiều hay sao á. Cái lướt lướt qua ngó nhỏ bạn thân cái bên rồi hết phim. Thì bé mốt đi, đừng có dắt nhỏ bạn thân đi theo. Bạn thân không dắt nó theo dắt ai giờ? Trời ơi, thì khổ ghê. Bạn nam, nghe bạn nữ giới thiệu nãy giờ em thấy thì sao? Bạn nữ chắc khó lắm, kiểu như là chọn về chọn người yêu đúng không? Thấy dễ ẹt à, mà sao của nó cũng khó là chị cũng không biết nữa. Còn cho mình hỏi kỹ xíu bạn nam là như thế nào? Em thì không thích quen trong người trong công ty. Vì thích quen người ngoài ngoài thôi. Mà công việc của em là tiếp xúc với máy tính nhiều. Không có tiếp xúc nhiều người nhưng giờ vẫn còn lập thành. Chưa có mối tình nào? Không có, dạ hai mối tình rồi. Hai mối tình? Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Kiểu như lúc đó em còn đi học, vừa học vừa làm, ít quan tâm đến bạn nữ nên từ lâu tình cảm nó xa dần. Bây giờ có thời gian quan tâm không? Giờ là em đã học xong hết rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì là khoảng 5 sau. Năm sau. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có à chị. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Vậy là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Vậy thì bây giờ em ước ao người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Một người cao khoảng trên 1m7, không mập, không ốm, cao ráo. Mét mấy? Dạ mét bảy. Sao vậy, bên kia sao vậy? Lý do tại sao phải chọn từ 1m7 trở lên? Dạ tại em khoảng 1m59, mang đôi dài 7 phân thì khoảng 1m66. Một anh trên 1m7 thì em búi tóc lên khoảng 2-3 phân nữa là chắc vừa. Trời ơi, tính kỹ dữ trời. Tính sao mà xa dữ vậy biết? Phải cao cao chút đi mới xuống. Ví dụ em bên đây anh thấp anh mới 1m50 rồi sao? Không lẽ gì cho anh về nha? Anh về là cho em. Ngoài thị trường có dài độn 2 tấc không? Nói đổ ngồi hộp hết trơn rồi nè. Em cũng là từng học về sinh học thì hai gen mà thấp á thì nó gặp có khi lại cao lên em. Biết đâu nó gen lặn thôi, nó hiện lên rồi hai sao? Hai lặn gặp trội em. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nói là coi coi rồi. Có đủ cơ hội ngồi đây không? Không có râu, mà không có mụn. Anh trai không có râu sao? Ủa sao đàn ông phải có râu chứ em? Tự nhiên không có râu là thì cạo thôi. Vậy, coi con này coi. Không có râu là sao? Gì kỳ vậy? Con trai thì phải có râu, đôi khi cũng phải có mụn chứ. Nhưng mà phải làm sạch. Ta nói là con trai không có râu là nó kỳ lắm á. Nhưng mà giờ người ta thích không có râu. Giờ tôi thích vậy sao giờ? Không có râu. Khó quá. Không rượu bia, không cờ bạc. Em thì là không hút thuốc. Với lại rượu bia thì dịp đặc biệt mới uống. Rồi, còn gì nói hết luôn đi em. Dạ, biết nấu ăn. Biết không? Em biết nấu mì gói được mà. Sao kỳ vậy? Bên đây cô nói sao kỳ vậy? Chuẩn bị về anh ơi. Bạn ở đây mồ hôi đổ ướt áo. Hay da, khó quá. Giờ không biết đứng bên phe nào đây nữa. Mà em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Để nói cho bên kia ta nghe coi người ta có hợp không? Đang người ta cố gắng nè. Ưu điểm của em thì không có nhiều. Em hay cười, em thích chăm sóc người khác. Rồi. Khuyết điểm thì nhiều lắm. Em nấu ăn không có được ngon. Ăn được thôi, bởi vậy em yêu cầu bạn nam biết nấu ăn. Để em nấu ăn dở quá, bạn đó cũng nấu được cho em ăn. Thì em không biết nấu ăn thì em đi học nấu ăn đi. Em có thời gian đi học thì đâu có bắt bạn kia. Thì bạn kia cũng bắt đi làm vậy, tự nhiên bắt ta đi học, mình không đi học. Hai thằng đều đi học đi. Hai thằng đều đi học. Hai thằng đi học nấu ăn nha. Em không biết nấu ăn. Thì nó rủ hai thằng đi học nấu ăn kìa. Không thích rồi. Vậy giờ đi về. Thì không, thì có thể là về nhà mẹ em có thể chỉ cho bạn. À có nghĩa là làm dâu phải không? Là. Hỏi cái coi chịu làm dâu không nữa. Làm dâu được không? Chịu nữa quá. Miễn là bên đó chấp nhận được cái thời gian làm việc thất thường của em thì không sao. Hiểu rồi, cũng nhiều khi tăng ca đồ trực ban đêm á phải không? Thường xuyên. Thường xuyên. Dạ. Khó quá. Tăng ca. Đúng rồi. Nếu mà khi yêu thì mình phải chấp nhận cái nghề của bạn đó. Cũng được đúng cũng không? Được, dạ. Mình thích người phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ dạng kiểu gia đình. Không thích phụ nữ kiểu xe xua đua đòi. Hoặc là đem cái chuyện riêng tư của mình lên xã hội để kể cho tao nghe. Dạ. Không có động vậy đâu. Khó lắm, nhiều người giờ đem dạ. Chuyện riêng tư mình đem Facebook. Dạ, em Facebook thì em kết kế. Anh nói em hả? Ủa sao em nói chuyện vấp vậy? Mình bị cao lắm. Nói một câu dài xíu coi. Lúc em buồn em làm gì? Nghe nhạc. Nói câu dài dài chút coi. Thôi nghe nhạc được rồi chị. Lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì em đi dạo. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Thì hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Bây giờ phải nói ra cho bên đây người ta nghe, người ta hấp dẫn, người ta mới chịu. Cô này cũng khó lắm. Theo như chị nói thì là đâu phải là lấy người đâu mà là lấy của đúng không? Không có của thì sao mà lấy vợ? Chắc chắn phải có mới lấy rồi chị. Thì có cái gì? Thôi chị khó, chị hỏi em khó quá.
Ta gái rồi hỏi quá. Khó rồi, khỏi quá. Ta có gì ta giấu chút lẽ giờ tụi nó có năm ngày dài. Chưa có gì trơn á. Ai nó có gì tôi có hết trơn rồi đó, tôi để ở nhà đó, ba mẹ tôi chuẩn bị hết rồi đó. Thôi bây giờ mình nói chuyện người thân đi. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với thằng Bạch Thành. Dạ. Thằng nào? Bạn thân dưới vậy, ngồi dưới. Bên kia nó tại... hai thằng đi học. Bên đây nó đi với thằng bạn. Chào thằng bạn thân. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Mình tên là Nguyễn Trường Hải, mình là bạn thân của Khoa. Thì Khoa là một người rất là thân thiện, dễ gần gũi. Đó là cái ưu điểm. Còn cái khuyết điểm là trong giao tiếp thì Khoa hơi nhút nhát một chút. Nếu như bạn nữ mà ưu tiên về chiều cao á, thì có thể là bạn sẽ bỏ qua người bạn nam có thể giúp bạn đi đến hạnh phúc. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Bạn gái có người thân đi theo không bạn? Có mẹ, chị họ, rồi mấy bạn đồng nghiệp nữa. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Chào cô. Hôm nay mình đi theo con gái đến đây. Nói chung á thì nó thì cũng không có gì gọi là khó tính đâu. Có một cái là do cái công việc, rồi một phần á là do là bé nó mất ba sớm. Thành ra khi nó va chạm với cuộc sống sớm quá, thành ra cái suy nghĩ của nó đôi khi nó hơi cứng nhắc một chút xíu. Theo tôi nghĩ thì coi như là cái chuyện vấn đề tình cảm thì thôi cứ để cho hai đứa cứ theo con tim của mình mà phán đoán đi. Yeah. Không có nên cứng nhắc quá trong vấn đề đó. Dạ. Yeah. Con có nhận xét bạn trai bên kia như thế nào ạ? Nói chung là được. Cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh, không có vấn đề gì. Tùy theo cái cảm giác của con khi mà quay lại hai đứa nhìn nhau thôi. Dạ, mình rồi. Sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi. Cảm ơn cô. Đó, mẹ nói rất là hay, thấy chưa? Thôi, mình cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo màn lên. Nhớ nghe lời mẹ nhớ cứng. Rồi, hai bạn. Chào anh ạ. Hy vọng em xin giới thiệu. Cảm ơn. Anh nói anh làm việc ở Bình Dương. Vậy thì mình sáng đi chiều về hay là sao ạ? Anh đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Mà anh không về khuya đâu. Công việc của em đó, một tuần mình phải trực đêm tới 2 ngày lận. Như vậy thì anh có chấp nhận được không ạ? Đối với anh, quan niệm tình yêu là nên tôn trọng và chấp nhận những gì cũng thuộc về người yêu. Vậy còn bên gia đình anh thì sao? Đó với một cô dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không làm được việc không nhà được. Cơm nước cũng có làm nhưng mà sẽ không có thường xuyên như những công việc văn phòng. Thì bên phía gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Không, gia đình anh thì bố mẹ cũng dễ tính. Lúc đầu thì khó nhưng mà thấy anh lớn tuổi thì là trở nên dễ tính trở lại. Em cứ yên tâm. Khi anh đã chấp nhận thì ba mẹ anh chấp nhận là sẽ chấp nhận. Về nữa giặt đồ cho vợ được không? Cái đó khi nào em rảnh thì em sẽ làm. Ủa lần sau? Em rảnh em làm không? Em rảnh không làm hả? Em đi làm sao em giặt được anh? Công việc IT á, nó có bận rộn lắm không ạ? Công việc IT của anh là không phải là IT phần mềm. Anh là quản trị mạng với lại phần cứng. Nên là nhiều khi là rảnh rỗi lắm. Vậy có nghĩa là rảnh, không có bận. Đúng rồi. Là làm việc nhà được. Và là... Đúng không? Đúng. Dạ. Anh nhận xét gì về em? Nụ cười của em dễ thương. Anh thích nụ cười của em. Và nếu mà em chấp nhận bấm nút á thì anh sẽ là một bờ vai tự bình yên mỗi khi em làm việc về một mệt mỏi. Nói có hơi dấp nhưng mà cũng rất là tình cảm. Bạn nữ cảm nhận như thế nào về bạn nam? Cảm xúc ban đầu thì cũng không thể nào nói rõ được. Nhưng mà nhìn chung thì ổn. Rồi cảm ơn em. Vậy được rồi, nhìn chung ổn mà được rồi. Thôi nhá. Ổn là thấy được rồi đó. Nào để tay bấm đi bạn trai. Đồng. Bây giờ trước khi bấm thì gì vậy? Kiếm gì vậy? Nút sửa ghế hả? Nút. Đây là nút đây nè. Bây giờ trước khi bấm á, thấy con mẹ ngồi đó. Mẹ tương lai đó. Nói gì một câu với mẹ. Chào bác. Nếu mà bạn nữ mà chấp nhận con thì con sẽ xem bác như là mẹ ruột của con. Chấp nhận như mình. Rồi. Suy nghĩ kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đó, bây giờ đó bạn đó bấm nút rồi đó. Nãy hứa rồi đó.
Chứ giờ kêu đi. Chưa. Kêu rồi. Đóng rồi. Nè, bạn cái đó là sao vậy? Bạn gái chưa nắm tay lần nào, giờ nắm tay bạn gái thử coi. Em xin mẹ. Xin bác cho con được nắm tay mà. Mai mốt mà có hùng dạ. Bạn gái cũng xin mẹ trước nha. Lỡ không có đó sao? Xin trước, xin trước, bây giờ xin trước đi rồi nữa không không sao. Bác cho con xin trước nha. Mai mốt có gì qua có dịp không? Dịp. Có dịp. Có dịp không hả? Thôi, đây. Đây là chiếc lá xem phim ha. Mong rằng những cái gì nãy giờ mình nói trở thành hiện thực. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cố gắng lên nha. Đưa bạn gái đi chơi đi. Rồi. Hai bạn ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. À, 2 năm trước thì cũng có thích người. Ồ sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích một năm thì thân của em thì cũng có dèm pha nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Được đơn gái rồi. Được đơn gái rồi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi cảm ơn cô. Mời bạn Nam. Chào với bạn. Dạ, chào tất cả mọi người. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em giới thiệu về mình. Em tên là Minh Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Kiên Giang và hiện em đang làm lễ tân khách sạn ạ. Em làm lễ tân khách sạn ở đâu? Dạ, em làm ở Rạch Giá luôn chị. À, là từ Kiên Giang lên đây luôn hả? Dạ, đúng rồi ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em là tên là Võ Văn Mến, năm nay 30 tuổi, cũng đến từ Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện tại là công tác chuyên viên văn phòng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch của tỉnh Kiên Giang. À, kỳ lạ nha. Có khi nào có duyên rồi đó. Hai bạn ở Kiên Giang ở làm việc ở một tỉnh luôn và không gặp nhau ở tỉnh Kiên Giang mà gặp tại thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có khi nào sáng nay hai bạn đi cùng xe lên đây không ta? quên, cái này phải hỏi cho kỹ. Hai bạn ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. Mình trao đổi với nhau thử. Ừ đúng rồi, hai bạn hỏi đi coi đâu. Em ở đâu em? Dạ em ở phường Vĩnh Thanh ạ. Anh thì gia đình thì ở dưới Gò Quao. Có dạ. Quen ai Gò Quao không? Dạ không ạ. Có quen không? Không quen. Ờ được, ổn. Anh ơi kìa. Em nghe anh nói là anh họ Võ phải không ạ? À đúng rồi. Em cũng họ Võ. Ủa vậy hả? Dạ. Ở sao trùng. Bà má ông bà coi có quen không? Mà gia đình ông bà hồi trước giờ là ở tại Rạch Giá luôn em hay là ở đâu? Dạ đúng rồi ạ. Chắc không có bà con đâu. Tại vì nội anh á là ở Sài Gòn. Gốc ông nội Sài Gòn. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình hát bài Kiên Giang đi ha. Kiên Giang mình đẹp làm sao? 2, 3. Trời, hai người Kiên Giang không hát gì chưa trời. Kiên Giang em không thuộc lời anh Linh ơi. Anh Nguyễn Linh ơi, sẵn sao? Anh nói vậy thì hôm nay em xin gửi tặng mọi người một đoạn ngắn trong ca khúc mà viết về quê hương của em. Đúng rồi. Kiên Giang là đẹp lắm hả? Rồi. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Bóng mây xanh đôi bóng núi, con chim nhạn hát điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương. Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Dạ em xin hát hả? Bạn gái, bạn làm cái công việc lễ tân như vậy chắc chắn là bạn sẽ gặp rất nhiều đối tượng. Dạ đúng ạ. Tại sao mình phải nhờ tới chương trình tuốt ở trên Sài Gòn? Dạ thì công việc của em là toàn thời gian đó chị, là làm từ sáng cho tới tối. Dạ, do tính của em là sống hướng nội, ít khi hướng ngoại đó chị. Thì làm tan ca về thì chị ở nhà. Thế mà mình ngồi trong quá trình mình tiếp khách thì không có anh nào để ý hả? Dạ đúng rồi, rất là nhiều chị. Nhưng mà tính của em thì cũng hơi bị khó. Em không có thích với những người chọc ghẹo mình đó chị. Giờ mình có mối tình nào chưa? Em thích hai người, cả hai đều đơn phương chị. Thì cách đây 10 năm thì em có thích một người. 2 năm trước thì cũng có thích một người. Ồ sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không?
Thích một năm thì thân của em thì cũng có dèm pha nó vô nó ra, nhưng mà người ta chỉ im thôi chị, không động đậy rụt rịch gì không hết, không có gì hết. Rồi, bên đây mình chủ động bên luôn nè, được là anh Linh phải kêu bên đó chủ động giùm em bên đây chủ động luôn. Rồi tấn công liền luôn. Rồi giờ em thích mẫu bạn trai với người bạn đời mình sao? Dạ em thích người cao hơn em một cái đầu, không hút thuốc, có thể uống bia rượu nhưng mà phải có chừng mực thôi anh. Dạ biết quan tâm chia sẻ, sống có trách nhiệm với gia đình ạ. Dạ. Cao hơn cái đầu là sao? Dạ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để cho hỏi rõ công việc bà bạn bên kia, bạn nói rõ công việc của mình chút xíu hả bạn? Dạ công việc của em á là chuyên viên văn phòng, chuyên về tham mưu cho lãnh đạo á về vấn đề là tổng hợp báo cáo hàng năm, chắc báo cáo tháng. Mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em được 2 mối tình. 2 mối tình. Mà mối tình đầu tiên á là 8 năm. Đó là quen dạ. Từ năm học cấp 2. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ mối tình đến 2-4 năm. Em muốn một cô gái như thế nào? Em thì thứ nhất là cái biết đối nhân xử thế, biết ông biết bà, biết trên biết dưới gì. Đó. Nữa không bạn? Rồi thứ hai nữa là phải hiểu nhau và thông cảm lẫn nhau. Đặt ví dụ như em có ghen không em? Tánh em có ghen không? Dạ em ghen nhưng mà ghen hiền anh ơi. Ghen hiền là ghen sao? Em ít có nói á. Dạ đúng rồi chị. Em không thích người phụ nữ gì? Không thích người phụ nữ hơi chảnh chọe. Chảnh chọe à, không có lễ phép. Yên tâm cô kia lễ tân mà lễ trời tân ơi mà. Đẹp ai xinh cười ai cũng cười ai cũng chào hết trơn á. Không quen cũng chào, ghét cũng chào, hãy chào luôn, yên tâm. Mình không thích điểm gì á người đàn ông? Không thích hút thuốc hả chị? Rồi. Không gia trưởng à? Bạn trai bên kia có gia trưởng không ta? Dạ không. Dân miền Tây ít gia trưởng lắm em ơi. Dạ có một điều nữa cho bạn gái vui luôn là hồi nhỏ lớn không hút thuốc. Rồi vui rồi đó. Còn gì nữa không? Ngoại hình. Ngoại hình thì em thích người có khuôn mặt nhìn có duyên. Dạ, nụ cười hiền. Gì vậy? Tự nhiên nụ cười hiền, cái bên kia cười cái rần lên vậy? Thích với người có tóc hay là người không có tóc? Có tóc. Tự nhiên mắc mớ gì rồi hỏi câu đó. Chào chị. Này, hơi ít tóc. Cái này là người ta mua đen. Mua đen người ta làm láng. Xuất tiến lên, thương mại mà lên. Tướng ngon không? Rồi, đẹp trai sang trọng nè. Ngồi xuống góp ý chân thành nha. Yeah. Nhậu ít lại nha. Yeah. Nhậu rồi tập thể dục vô nha. Dạ. Cũng tập gym thường lắm chị. Tập thường đó hả? Dạ thường mà tập tại vì cũng vậy đó hả? Đi tiếp khách hay đi công tác vậy đó. Cái mình bỏ tập cái nó bụng nó mau lên đó. Mình có tật xấu gì không? Em thì tật xấu em thì cũng hơi nóng tính. Em thì em không thích mà người phụ nữ mà tối ngày nha vậy đó. Nghe vậy đó cái mình nóng cái mình bỏ mình đi. Đi đâu? Thường thường em đi cắt tóc. Mỗi lần nhận nhau rồi buồn đi cắt tóc. Dạ, nóng hoài thì ra vậy đó. Cắt tóc rồi ví dụ như nặng mụn này bắt xa mặt rồi cho nó thư giãn vậy đó. Trời đất ơi. Dạ. Nó nghe là có khi nào hai mối tình kia người ta bỏ mình đi cái mình đổi giới tính không? Dạ không. Dễ gì. Tại vì hồi đó giờ sở thích em vậy á. Vậy luôn hả? Vậy. Mập mập chứ thích mặc mấy cái áo body vậy đó. Quần thì... Áo body thì phải cái bụng nó phải 6 múi, cái bụng có 1 múi à. Thì ở ấy gán đi tập gym đó chị. Chê quá là gái chê quá. Dạ được không chị? Được. Quá được luôn, để em coi coi. Chốt cái bụng hơi tròn tròn chút. Ô, trời gái Kiên Giang. Được, anh này được, đẹp trai. Chồng giận thì em làm cái gì? Chồng giận chắc em không có nói gì đâu. Không nói gì? Chứ mấy lúc mà anh bỏ đi cắt tóc nặng bụng, massage mặt em làm gì? Massage cái vấn đề đó em hơi bị không thích đó. Không, massage bây giờ đâu phải, massage là xấu đâu, massage mặt. Massage mặt không hả? Massage chân. Em nghĩ bạn nam ấy chắc cũng chăm sóc thân thể quá hả? Đúng rồi. Dạ. Chăm sóc thân thể chính mình, nhan sắc chính mình là làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho xã hội. Dạ. Ai mà chơi chồng em cũng buồn chứ buồn. Dạ. Cũng như em phải chăm sóc bản thân em. Dạ. Để khi ai khen em đẹp, chồng em cũng tự hào. Dạ. Được không? Dạ. Thôi thấy ổn đó. Dạ. Ha. Cảm ơn. Đàn trai cũng ngon, đàn gái cũng ngon. Được à, cặp này hợp nè. Em có đi với người thân không? Dạ có hả? Đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Cát Tường. Dạ. Anh chào Phát. Con gái cô thì nó hiền lắm, nó ít có nói lắm. Nếu mà hợp với nhau thì hai vợ chồng nói nhau nghe vậy đó. Chứ đừng có la, đừng có dùng vũ lực rồi. Con thì con ghét vũ phu lắm. Có gì nói thẳng thắn hai chồng nói nhau rằng mình xây dựng thôi chứ hồi nào giờ con không thích những đàn ông mà con không có vũ phu. Được đó con gái ơi. Được đó con gái ơi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bạn trai mình có đi với ai không? Dạ đi với một người anh làm chung cơ quan hồi trước.
Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Chào bạn. Anh ngồi bên đây anh nhìn thấy bạn làm quen của Mến là thấy được đó Mến ơi. Nhưng mà anh thấy Mến đó giờ không có bạn gái hả? Có, nhưng mà Mến thường hay giấu lắm chị. Đó rồi, rồi, tết rồi, tiêu rồi. Rồi, cảm ơn anh, được rồi anh. Để hồi em kéo màn lên, khai thác chuyện đó nha. Hơi giấu nha. Rồi, rồi, kéo màn lên đi. Kéo màn lên cho hai người gặp đi ha. Đừng ăn hiếp nhà gái tôi nha. Dạ, chào anh ạ. Anh có món quà này gửi đến em. Hỏi cái vụ hồi nãy cái anh kia anh nói là những cái có anh cái anh hồi nãy anh nói vậy á thì anh có thể anh giải thích cho em nghe nói chung mà. Thì anh á thì cũng nhiều người phụ nữ thích lắm. Dạ, tánh anh ngộ lắm, nếu mà anh không thích là anh chủ động anh lạc lạc thì anh không có, nói chung không có quan hệ. Dạ, thành ra là không có gì dướng dướng bận vậy. Rồi mình cảm nhận vì lần đầu tiên gặp nhau thế nào? Rồi em thấy anh sao? Dạ anh em thấy anh giống như là cái hình mẫu của em vậy đó em. Vậy hả? Dạ. Ủa thích mập vậy đó hả? Dạ không phải mập, nhưng mà em thích người mặt tròn, hớt tóc cao, nhìn hiền. Thì em thấy anh hiền. Hy vọng là những cái cảm nhận của em bây giờ á, về lâu dài sau này thì nó cũng giống như là em cảm nhận. Mốt lấy nhau vậy ai giữ tiền? À, cho vợ anh giữ. Anh nói đó nha. Tại vì anh giữ tiền không được. Dễ thương không? Vợ anh giữ. Anh nói đó nghe. Cô này thấy hiền hiền nhưng mà nói câu nào chắc câu đó đó nha. Như vậy thôi, mỗi người nói một câu thật tình cảm. Thôi, một câu mình gì sẽ tiến hành bấm nút. Qua là lời nói chung thời gian không có nhiều thì bây giờ cũng mến. Thì có thể là ví dụ như mình về dưới mình sẽ gặp nhau nhiều hơn, rồi mình sẽ chia sẻ cuộc sống, nếu mà thích hợp thì mình sẽ đến nha. Được không em? Dạ em sẽ suy nghĩ. Rồi. Rồi, suy nghĩ đi, quyết định nha. Một. Ấm lùng. Anh hùng không kịp chi vậy. Hai. Ba. Tài. Dạ. Tài ấm rồi. Nấm luôn chứ bắt cái gì. Nấm hả? Nấm luôn. Xin phép mẹ cái đi, xin phép bác cái đi. Bác xin phép nắm tay. Anh nói rồi, anh nói xin phép. Đấy, hồi hộp. Thôi bây giờ hôm nay là ngày rất là quan trọng. Coi như chính thức hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Mình sẵn có bác đây, mình hứa gì đi ha? Thì có bác ở đây thì con cũng xin hứa là nếu mà con thì đến chuyện tình cảm con nghiêm túc lắm. Nếu mà đến thì chân thành thì con sẽ không có phụ lòng người lớn. Này cũng bác. Không phụ lòng người lớn còn người nhỏ sao? À, cũng không phụ lòng em luôn. Cảm ơn anh. Chúc các bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn anh Hoàng Linh, cảm ơn tất cả mọi người trong ekip của chương trình đã tạo điều kiện cho em tham gia chương trình. Em chúc chương trình ngày càng thành công hơn, đem nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả mọi người ạ. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em nhé. Hy vọng là sớm nhận được tin mừng từ hai bạn nha. Con có thể nấu cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Cường Linh, cô Hoàng Vân, cùng bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang... làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh với cả chú luôn. Chú luôn không phải gì phải anh cả. Dạ vâng. Chú luôn. Chú Quyền Linh và bạn nam ở bên kia.
Con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó hả? Đang làm gì vậy con? Dạ con đang là nhân viên marketing. Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu điểm mạnh của mình là gì. Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định, khách khứa rồi công việc có khi buổi tối là mình không được về nhà, mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái hay có gia đình thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng. Về sở trường á, điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, và nhà gái. Con mình giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Còn về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hơi khó chịu. Dạ hả? Nếu như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi với con gái lớn cô, con bé xí ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Vâng, nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu à? Không cười coi. Nó giống xí ngầu á Linh. Nhìn quả quá đó. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười hoài cách cũng hơi cười hoài đi. Bây giờ này nè, mình có mấy mối tình đây? Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình nè? Dạ, con khoảng 4-5 mối tình. Cha cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4-5 mối đó? Dạ, nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xài. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ, khoảng 2 năm. Mối ít nhất là? Ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều rồi nha, vậy là yêu nhau cũng lâu lắm mà. Yêu sớm chứ. Rồi, bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì chỉ gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền coi. Không? Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao. Chào con. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ được chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cường.
Thì hôm nay thật sự là rất là bất ngờ mà khi Cương gọi đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thấy tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là mình hỏi bạn gái chút xíu. Nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok. Cương anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, đâu dạ. Rồi. Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe hoa như thế này thì thấy rất là hợp luôn về cả ngoại hình rồi cả cách nói chuyện. Chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mà các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Dạ tốt rồi. Cảm ơn. Mở rào. Đầu đi Cương. Chào em. Chào em. Anh có món quà. Mình tặng quà đi ha con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời tặng vậy? Cái này là hoa. Tặng quà phủ đầu mà. Ừ. Dạ. Em sợ. Có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chứ? Em nghĩ là kem. Ừ, chụp. Chính xác. Cái này là quả cầu. Nè, nó cúi te cho nè. À. Có một người hai đứa sẽ như vậy à, một người con trai một người con gái. Dạ. Đây anh có thể mở cái cuốn sổ này ra, nó không phải là cuốn sách, cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này, cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok, mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này khi gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh. Hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp. Và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới con càng muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Linh hồi đó không có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc, cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Ừ. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Ừ. Mà anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó ta làm 5:30 là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? Anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ và... như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những okay, cái công việc sao. Riêng của em được không? Không sao, bởi vì á mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt anh mệt phụ nhau vào làm.
chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ đó, thì anh cũng chia sẻ thẳng. Em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính, nên là lúc trước là em hay bị phản bội á, là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa, cho nên là anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình, thì mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, để chúng ta thử trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, cảm bạn gái, cô hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây, dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi, Quý Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi, rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? Chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không, nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. Hai. Ba. Bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ nói vậy sống thôi chứ và làm không việc theo lắm. Pháp luật nghe. Tao chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton, nhập khẩu Malaysia và bình nước